Kim phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em chào mừng cô chú và anh chị em đã trở lại với gia đình kim phạm USA và một lần nữa gia đình kim phạm USA luôn mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe thì trong mấy ngày hôm nay cô chú và anh chị em cũng biết là các cuộc um, biểu tình càng ngày nó càng tăng cao trên rất nhiều tiểu bang của hoa kỳ thì sau cái vụ việc mà anh người da đen George Floyd đã tử vong do ngạt thở sau khi bị một cảnh sát da trắng quỳ đầu gối lên cổ đã làm cho bùng phát phong trào biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu trên khắp nước mỹ biểu tình ôm hòa ở một số khu vực đã biến thành bạo động đốt phá và trộm cướp thì trong video này kim sẽ cập nhật thông tin mới về cái vụ việc này đến cho cô chú và anh chị em nhé theo truyền thông địa phương, các cuộc biểu tình vì George Floyd và phong trào người da màu đáng được sống đã diễn ra trong hòa bình vào tối ngày 30 tháng 5 ở đại lộ Fowler. Tuy nhiên, các cảnh tượng căng thẳng đã diễn ra sau đó. Đến sáng ngày 31 tháng 5 thì hơn 40 cửa hàng đã bị đập phá, cướp bóc hoặc bị đốt và 27 xe của cảnh sát đã bị hư hại. Trong ngày 30 tháng 5, thì nhà hàng Việt Saigon Bay ở Tampa, Florida đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn trong một vụ bạo động liên quan tới cái chết của ông dân da màu George Floyd ở Minneapolis, bang Minnesota hôm ngày 25 tháng 5. Nhà hàng Saigon Bay cũng trở thành nạn nhân trong cuộc bạo động cuối tuần qua và bị thiêu rụi. Trên trang gây quỹ của GoFundMe, cộng đồng đã góp khoảng 65.000 đô ủng hộ cho chủ quán ông Thanh Sơn thì nhiều cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm ăn, tiệm vàng của người Việt Nam ở Los Angeles, ở California hoặc là ở Chicago, ở Florida đã bị đập phá bởi những người quá kích và hồi của trong và hôi của trong các cuộc biểu tình trước cái chết đau lòng của ông George Floyd. Mặc dù camera ghi lại cửa tiệm được khá rất uh, cẩn thận. Nhưng uh, nhóm người này quá đông và đã chuẩn bị sẵn cho việc phá và cướp tài sản cho nên không làm gì được cả, chính cảnh sát cũng uh, đứng nhìn thôi. Hiện nay những người da màu có rất nhiều nhóm có thể đánh đập bất cứ ai trên đường phố ở Mỹ để chúng đạt được mục đích của mình. Cảnh sát cho biết một người đàn ông là chủ tiệm nail đã bị bắn trong vụ cướp xảy ra tại tiệm làm móng của mình ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois vào ngày 1 tháng 6. Không may mắn, nạn nhân đã qua đời sau khi được cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Nhóm người này được nhận định là người Mỹ gốc Phi. Cảnh sát cho biết rằng một số lượng lớn đồ đạc trong tiệm nail hầu như bị đập phá hoàn toàn. Trước tình hình một lọt của tiệm nail tóc nhà hàng của người Việt bị đập phá và cướp bóc là một vụ việc cướp tiệm vàng của một người Việt tiệm vàng kim danh. Johnny Đặng, anh Johnny Đặng là một người Mỹ gốc Việt ở Houston, Texas, đang tiến hành võ trang toàn diện đợi bảo vệ chuỗi cửa hàng, hộp sòn và đá quý của mình. Anh tuyên bố sẽ sẵn sàng khô máu với bất kỳ đứa nào muốn lợi dụng bạo loạn mà đụng đến gia tài từ mồ hôi nước mắt của anh không biết cô chú và anh chị em có biết anh johnny đặng không anh johnny đặng ở houston texas ảnh qua mỹ với hai bàn tay trắng ảnh có cái nghề gọi là thợ tiện làm vàng đó thì khi mà anh qua đây là anh làm cho một cái cửa tiệm rồi từ từ anh build lên bây giờ anh rất là giàu à, anh có một cái tiệm vàng ở bên houston texas chuyên bán cung cấp những cái jewelry cho những ca sĩ những cái diễn viên à, rất nổi tiếng đeo những cái sợi dây rất là bự à, rất là nhiều tiền đó cô chú và anh chị

Cảnh sát của Georgia đang kêu gọi công chúng hỗ trợ tìm hai nghi cơ à, ăn cướp tiệm nail 50 tiệm nail của người Việt mình à, có liên quan đến hàng chục vụ cướp khác ở Atlanta, Georgia. Các vụ việc xảy ra vào ngày vào hai ngày 30 và 31 tháng 5 theo cái đài KTLA thì sở cảnh sát đưa ra video từ camera an ninh của một tiệm nail ở Atlanta, Georgia để công chúng giúp nhận dạng hai à, nghi can này thì khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 5 hai kẻ cướp vào tiệm nail này một kẻ chỉ súng đòi khách với thợ đưa tiền và những món đồ có giá trị sau đó hai kẻ cướp phát tiền vào túi quần rồi lấy giỏ sách của một phụ nữ và dùng giỏ này đựng đồ mới cướp thì theo tờ báo của tin nhanh today.com vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 thì cái nguồn siêu lây nhiễm Covid-19 ẩn trong đám đông biểu tình ở Mỹ tạo ra làn sóng bùng phát thứ hai kinh khủng như đại dịch cúm năm 1918. Các chuyên gia y tế lo ngại đây là cơ hội Covid sẽ tái bùng phát do làn sóng người dân tham gia biểu tình trở thành nguồn siêu lây nhiễm Covid. Khoảng 100.000 công nhân Mỹ đã ra đi vì COVID-19. Người da màu bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ nhập viện và tử vong vượt xa so với người da trắng. Các cuộc biểu tình tự phát đòi quyền lợi cho công, cộng đồng này diễn ra ở các bang, ngay khi gốc gia, quốc gia vừa nới lệnh hạn chế, mở cửa trở lại các trường học, bãi biển và công viên. Tại Los Angeles, tình trạng hỗn loạn khiến nhiều trạm xét nghiệm Covid bị đóng cửa hôm ngày 30 tháng 5, thị trưởng Eric cảnh báo các cuộc biểu tình có thể trở thành nguồn siêu lây nhiễm Covid-19, tạo ra làn sóng bùng phát thứ hai trong khi Mỹ thậm chí chưa kiểm soát được đợt dịch đầu tiên. Thống đốc của tiểu bang Maryland, ông Larry Hogan, lo ngại các ca nhiễm tại đây sẽ tăng đột biến trong khoảng 2 tuần tới, thời gian ủ bệnh trung bình trước khi biểu hiện triệu chứng đầu tiên. Trong khi đó, Keisha Land Bottoms, thị trưởng thành phố Atlanta, khuyến nghị người biểu tình đi xét nghiệm trong tuần. Theo thông tin của ngày 1 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố đang huy động quân sự vũ trang hạng nặng ngăn chặn biểu tình. Theo tin của đài ABC News, vệ binh quốc gia được điều động gần tòa Bạch ốc vào tối thứ hai, chỉ vài giờ sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn dùng lực lượng quân đội chống lại biểu tình bạo động đang diễn ra trên khắp quốc gia. Tổng thống kêu gọi các thống đốc sử dụng các đơn vị vệ binh quốc gia để kiểm soát đường phố và nếu như các thống đốc không sử dụng vệ binh quốc gia mạnh mẽ hơn thì ông sẽ triển khai binh sĩ Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng đạo lực đàn áp nổi loạn năm 1807, trong đó cho phép tổng thống điều động lực lượng quân sự trong nước để đối phó với bất ổn dân sự. Vào ngày 2 tháng 6, Tổng thống Trump triển khai lực lượng nhân sự tại Washington, DC ở gần mức động thời chiến. Theo Đài Newsweek, ngũ giác đài đã hạ lệnh cho các lực lượng và căn cứ tại khu vực Washington DC trong tư thế sẵn sàng ở mức báo động C, Force Protection Condition Charlie. Mức báo động cao nhất thứ hai được áp dụng khi có biến cố xảy ra hay tin tức tình báo chỉ ra có thể có hoạt động khủng bố, hoặc nhắm vào nhân sự hay các cơ sở. Mức báo động này được đưa ra vào 7 giờ rưỡi sáng thứ ba đối với Washington DC, Maryland và Virginia. Lệnh này theo sau một loạt những bước đi nhanh chóng và những tuyên bố mơ hồ từ tòa Bạch Ốc trong 24 tiếng đồng hồ trước đó. Trong thời gian này, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa liên bang sẽ can thiệp nếu các thống đốc không dẹp được bạo loạn biểu tình về cái chết của George Floyd bên cạnh đó tổng thống cũng chỉ định chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân hoa kỳ tướng Mark Milley làm tư lệnh lực lượng liên bang quyết định này đặt ra những câu hỏi về mặt pháp lý thì theo luật chủ tịch được xem là viên chức quân sự cao cấp trong quân đội hoa kỳ và là số vấn cố vấn quân sự chính thức cho tổng thống nhưng ông không phải là tự lên của bất cứ lực lượng quân sự nào cũng không nhằm trong dàn chỉ huy quốc phòng. Hôm tối thứ hai, Tổng thống Trump tuyên bố, tôi đang huy động tất cả mọi nguồn lực, dân sự và quân sự liên bang. Như tôi đã nói, tôi đã triển khai hàng ngàn và hàng ngàn binh sĩ vũ trang hạng nặng, quân nhân và nhân viên thực thi công lực để ngăn chặn bạo loạn, cướp bóc, phá hoại, tấn công và phá phách tài sản chúng tôi sẽ chấm dứt bây giờ tổng thống trump cho hay mục tiêu của ông là ngăn chặn bạo loạn và cướp phá nhằm chấm dứt tàn phá đốt phá và bảo vệ quyền tuân thủ luật pháp của mỹ gồm những quyền tu chính án thứ hai rồi thì hôm nay trong video này kim chia sẻ những cái thông tin mới nhất về cái biểu tình những cái cuộc biểu tình cũng như là bạo loạn đã gây những cái thiệt hại gì đến cho người việt của mình tại hoa kỳ cũng như là những cái nơi thương mại khác ở hoa kỳ thì mong rằng cái video này đem lại một chút thông tin cho cô chú và anh chị em và kim sẽ cập nhật thông tin mới nữa nếu như có thông tin gì mới và hẹn gặp lại cô chú trong video sau nhé chào tạm biệt cô chú và anh chị em chúc cô chú và anh chị em nhiều sức khỏe